chị thấy BT50 không? Ngày mới nhất Trường Anh giao xe nhanh không? Giao hàng loạt xe cho khách luôn nha cô chú chị nha. BT50 2016 bao bánh khách 450, bao ký cho khách ra tên nè cô chú chị. 49C11492 nè. Có uy tín thì được bà con cô bác anh trai với chị gái bán cơm ở đầu làng xuống mua xe bên Trường Anh ô tô rồi. Đây là anh chị nè. Nhớ đổ xăng về nha. Đổ dầu. Quên đổ dầu. Em sau đây đổ xăng rồi ăn hành luôn. Bye bye nha. Chào bà chủ ăn cơm. Dạ. Hai ba hai vợ chồng dễ thương lắm. Đó uy tín thì được bà con cô bác tin tưởng. Có mẫu BT50 Trường Anh giao rồi. Cô chú anh chị thấy không? Chắc không? Được không bà con? Thôi vậy thôi. Em mua bán nhanh gọn lẹ lắm. Khách hàng tin tưởng mình tả xe đúng, cái khách xuống khách coi, khách chạy thử, khách ok liền. Uy tín là vạn niềm tin nha bà con cô bác nha. Em vừa về tiếp một mẫu Kia Morning là cô chú anh chị. Máy 1.25 nha. Mẫu xe gia đình em này đời khá là cao, 2019. Sơn rin phủ toàn diện trên chiếc xe. Xe không tì vết cô chú anh chị coi đi, không một vết trời. Bốn cánh cửa là dán toàn bộ phim cách nhiệt rồi nha cô chú anh chị. Em này bốn máy nha. Hai cụm đèn phía trước là cô chú anh chị nè. Đèn mắt cá heo. Mới 100% luôn. Đời 2019. 3 năm là chủ nhà giữ được cái chiếc xe gọi là quá là đỉnh. Quá là đỉnh. 49E27348 nha. Mẫu này thì nhỏ gọn rồi. Em này rơi đâu đó cho cô chú anh chị nằm tầm 5-6 lít xăng trên 100 km thôi bà con cô bác. Hai cụm đèn cá heo là mới ken như thế này. Kết hợp dưới đây chúng ta sẽ có đèn gầm. Nói chung là chủ nhà người ta ít tiền, người ta mua xe bản thiếu và người ta chạy, nhưng mà không có chạy qua dịch vụ đâu nha cô chú anh chị. Bản thiếu là mâm sắt nè. Bốn cái vỏ tương đối là khá mới 80%. Gầm bọc ở trong là nguyên bản nguyên thủy là mới tinh. Dàn treo cô chú anh chị coi phấn son 7 màu đẹp chưa. Đó. Chạy mới có 30.000 km thôi nha cô chú anh chị nha. Thì phải gọi là chất xe này như xe mới rồi. Kính là kính rin nè cô chú anh chị. Doăng là toàn bộ là rin hết. Option nội thất ở trong đó chúng ta sẽ có gương chỉnh điện nha. Tay nắm mở cửa, tắp bi cửa mới như thế này nè. Keo là keo rin toàn tập 100%. Hai bên trụ nè. Hai bên trụ không một tí gọi là móp méo. Mẹt tem nguyên bản của dòng Kia nè cô chú anh chị. Ghế nè. Đời 2019 cô chú anh chị thấy ghế mới không? Mới không tì vết luôn. Đây nè. Ghế da rin nguyên bản theo xe nha. Mới tinh. Vô lăng nè. Anh chị có vô lăng cỡ này thì bà con tự cảm nghĩ xe có đẹp không ạ? Làm một lần nữa. Có đẹp không ạ? Đẹp là bớt đó. Đó. Số máy nè. Bao chất bao rin. Rin hết. Máy số rin 100%. Chưa đụng chạm đến một con tán. Nói chung mẫu này đẹp lên tới 90% nha cô chú anh chị nha. Đó, xe cọp chưa? Xe cọp lắm. Ghế option ở trong 5 chỗ ngồi nha. 5 chỗ ngồi. Đây là phần băng ghế phía sau nè. Hầu như không có người ngồi luôn. Mới tinh. Không một tí nhăn nheo ở trên chiếc xe nha cô chú anh chị nha. Mới chưa? Trần là trần nỉ nè. Nguyên bản nguyên rin. Phấn son 7 màu keo chỉ trong nách nè. Tuyệt đối rin hết. Đó là hàng cọp bên Trường Anh Auto á. Chốt 7 màu cô chú anh chị coi nè. Khá là mới. Đi đôi là đèn, đèn ngược nè. Đèn ngược là form mới. Biểu tượng logo của dòng Kia Morning nha. Đó là xe hàng chuẩn. Mức độ ngoài đô thị là 4 lít nè. Trần Anh cho 5 lít, 6 lít gì đi. Thoải mái đi. Nè cô chú anh chị, keo chỉ phía trong nè. Rin 100%, không một tí chảy xước luôn. Được chưa? Nó đam mê mẫu nhỏ gọn này thì alo cho em. Nè anh chị, vỏ xe cua nè. Ôi trời, vỏ xe cua mới, khá mới luôn. Vỏ xe cua hạ rồi mới 99%. Đây nha cô chú anh chị nha. Đó cô chú anh chị biết Trần Anh review clip rồi. Xe có sao là nói như vậy, không bao giờ nổ. Không nổ, không quăng đồ đạc nha. Nếu Trần Anh tả xe sai cho cô chú anh chị, Trần Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ok chưa? Dám nói một lời đó là cô chú anh chị từng cảm nhận rồi. Vỏ nè. Vỏ mới tinh. Gầm bọc ở trong nè. Khá là mới nha cô chú anh chị. Bốn cánh cửa nè. Đẹp như nhau nè. Rin hết. Đây bà con. Là phần tắp bi nè, ok chưa? Hai bên là chốt, 7 màu luôn nè, cô chú anh chị thấy đẹp không? Đó, xe sạch sẽ lắm. Đèn của em là đèn halogen thôi. Đây bà con, cô bác, Toàn ơi, mở cốp cốp. Mở mở này, mới mở đèn lên giùm anh. Đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Anh chị thấy đèn halogen đẹp không? Đây nè, hai cụm đèn halogen là mới ken. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn gầm đầy đủ các tính năng nha. Và mặt ca lăng trước tản nhiệt nè. Tản nhiệt là tổ ong nè. Tản nhiệt rồi. Tản nhiệt cho dàn két nước nha. Logo của Kia mẹ toàn bộ chrome. Đó xe nè. Chuẩn lắm.
Anh chị có cục máy nè, mới không? Keo nè, keo nguyên bản của nhà sản xuất, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Thì đừng hỏi cho anh máy có làm hay chưa, được chưa? Nói chung độ trễ và độ nải em này rin lên tới 90%. Nha cô chú anh chị, nắp capo còn chưa mở nè, từ những con tán trên nắp capo nè, chưa có dấu hiệu khui mở. Keo chỉ là rin hết. Đây bà con, anh chị thấy keo không? Keo rin toàn tầm 100%. Tán nắp capo chưa mở, nắp capo là biểu tượng kia rin hết. Trụ đẹp như nhau. Em sử dụng toàn bộ bếp full nha. 1, 2, 3, 4 4 máy, máy 1.25 nha cô chú anh chị. Phấn son 7 màu còn đẹp như thế này. Được chưa? Đi đôi là đèn rin. Không cứng, không lỗi bất cứ một khoản gì. 3 năm trôi qua thôi, thì nói thật với bà con là không có chuyện mà làm máy đâu nha. Em này số rin 100% nha cô chú anh chị. Số của em là rin 100%. Đó, cục máy bên cho anh dọn đẹp không bà con? Dọn khá là đẹp. Đây nè, anh chị coi từ những con tán của đệm cao su được, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại là biết rồi đó. Anh chị có nghe những tiếng tạch tạch không? Đó, tiếng tạch tạch là tiếng của bếp full nha cô chú anh chị. Chỉ cần nghe cái máy thôi là biết cái xe nó chất như thế nào rồi. Nè, từ những con tán rin hết nè. Keo là keo rin toàn tầm 100% nè. Chúng ta sẽ có hệ thống voe cảm biến gió đầy đủ tính năng, và đây là ổ ga tự động nguyên bản của em Kia Morning nè. Hai bên là đèn rin nguyên thủy nha. Được chưa? Khá là cọp. Đó, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, một màu trắng nhẹ nhàng, đầy quyến rũ trong cuộc tình này. Trần Anh gọi là S Center. Anh ngắm em thương anh rất nhiều. Đây bà con, từ những cái mí nối nè, anh chị coi những cái mí nối nè. Đó, không một tí gọi là va quẹt dậm sơn luôn. Là bà con có bác tự hiểu rồi. Được chưa? Chắc chắn rồi, đường không đi, con đường sẽ đầy cỏ dài nha. Mọi người không mua xe giao lưu qua lại, chúng ta đành mãi mãi phải xa nhau. Tiếp ô 29 mới tin. Cái gầm quá sức cái trận này. Cái trận này phải gọi là hết sức với em xe này luôn. Được không ạ? Len ken xà beng chưa? Hết sảy của bà bảy luôn. Đó, nữ đi mẫu này thì chạy quá sướng luôn. Nữ chạy thì quá tuyệt vời. Nam chạy cũng rất là men nha. Nhỏ gọn là ở đây. Đăng ký kênh để ủng hộ cho channel bên Trường Anh Auto. Em kết thúc chương trình tại nơi này ạ. Trường Anh, see you and goodbye.